Mặc dù thời gian rất hạn hẹp sau trận đấu với đội tuyển Myanmar khi mà toàn đội sẽ bay vào thành phố Hồ Chí Minh lúc 23 giờ và đội có rất ít thời gian chuẩn bị. Nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn tham dự buổi họp báo sau trận và có nhiều chia sẻ thú vị. Đầu tiên, chiến lược gia người Hàn Quốc nói: "Tuyển Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu đầu bảng B. Tôi cảm ơn các cầu thủ sau 4 trận vừa qua. Ở trận gặp Singapore, chúng tôi không thể thắng khi phải đá trên một mặt sân cỏ nhân tạo tôi rất lo cho sự an toàn của các học trò. Chỉ duy nhất trận đấu với Singapore, chúng tôi không thắng, nhưng sau đó vẫn hoàn thành mục tiêu, tuyển Việt Nam không thua bàn nào ở vòng đấu bảng. Huấn viên Park Hang-seo rất tự hào với kỷ lục đội tuyển Việt Nam 3 kỳ áp cúp liên tiếp không phải nhận những bàn thua ở vòng đấu bảng và giải đấu năm nay đội tiếp tục thể hiện được điều đó một cách xuất sắc. Nhưng mọi thứ sẽ chẳng còn ý nghĩa nếu như chúng ta không thể vượt qua Indonesia ở bán kết và Thái Bắc cũng đã có những nhận xét về đối thủ này. Indonesia là Á quân IMF Cup. Xem họ thi đấu, tôi thấy họ có nhiều thay đổi. Đội hình của họ có thêm cầu thủ nhập tịch tốt, đá kỹ thuật, thể lực tốt. Họ sẽ là đối thủ rất khó chịu, lại được đá trên sân nhà. Hy vọng chúng tôi sẽ có kết quả tốt ở bán kết lượt đi sắp tới. Indonesia không chỉ được đá trên sân nhà, mà họ còn có thời gian nghỉ hơn chúng ta một ngày. Và đặc biệt là sự cuồng nhiệt đến mức quá khích của các cổ động viên xứ vạn đảo điều này khiến cho Louis phải đưa ra lời cảnh báo với ban tổ chức. Sự đe dọa đó của các cầu thủ viên quá khích là điều không được phép xảy ra ở bóng đá cũng như giải đấu này. Tôi cũng phải chuẩn bị tâm lý cho các cầu thủ. tuyển Thái Lan đã bị uy hiếp ở vòng bảng khi làm khách Indonesia. Tôi nghĩ ban tổ chức sẽ phải có biện pháp nên tôi không việc gì phải lo ngại về vấn đề này. Một trong những lý do mà Louis đưa ra để coi đó như một điểm tựa giúp chúng ta có kết quả tốt trong trận bán kết lượt đi là lịch sử đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam thời huấn luyện viên Park với Indonesia. Ông nói những con số thống kê luôn có thể bị phá vỡ. Từ ngày làm huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam, tôi chưa bao giờ thua Indonesia. Tôi tự tin Việt Nam có thể thắng Indonesia ở bán kết. Trận đấu bán kết lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia diễn ra trên sân vận động Gelora Bung Karno và bóng lăn lúc 16 giờ 30 ngày 6 tháng 1